Tôi hồi đó cái con mắt này đó là bị gì hồi trước á. Yeah. Khổ, gia đình khổ rồi đi đập chấm á. Yeah. Rồi khom xuống vậy nè, bắt đầu bị cộng nắng nó sọt. À, cũng như cộng nắng ở dưới nó chỉ lên vậy nè. Rồi chú khom xuống vậy nè, nó trúng vô. Rồi rồi vì gia đình khổ quá rồi cũng không lo tới nữa. Bởi vì tôi mới như vậy tôi mới khổ, tôi mới khóc bất đêm nó hoài á chú. Mà không khóc chứ bây giờ mình biết làm sao bây giờ. Chuyện đời nhiều bất hạnh, những nỗ lực đi tìm con đường sống cho mình và người thân, những tình cảm sẻ chia từ lòng nhân ái, xoa dịu nỗi đau thương hướng đến một tương lai. Tất cả hãy cùng chung tay với bà con nghèo, hãy đến với chúng tôi. Dạ, Nghĩa mến chào ông bà cô chú anh chị các bạn trở lại kênh Nghĩa Phước Vlog. Nghĩa xin gửi lời chúc ông bà cô chú anh chị các bạn luôn vui khỏe và hạnh phúc bên gia đình ạ. Thưa ông bà cô chú anh chị, hiện giờ Nghĩa đang có mặt tại tỉnh Hậu Giang. Ở đây là giữa ruộng này cô chú anh chị, xung quanh là ruộng không à. Cô chú anh chị hẳn còn nhớ một cái hoàn cảnh hôm trước Nghĩa đến là ông thì ở nhà nấu cơm mà mắt ông không thấy đường gõ. Còn bà thì đi vớt mũ với sông cô chú anh chị. Hôm trước thì Nghĩa có gửi video đó lên. Hôm nay được chị Thủy ở nước Anh cũng như là chị Thúy ở nước Mỹ cũng như là ông bà cô chú Mạnh Thường Quân có gửi những yêu thương. Hôm nay Nghĩa đem đến đồ nhiều lắm cô chú anh chị. Trong đây có 50 kg gạo cũng như là 1 triệu đồng tiền nhu yếu phẩm, 50 kg gạo của chị Thủy ở nước Anh, còn 1 triệu đồng tiền nhu yếu phẩm là của chị Thúy ở nước Mỹ cũng như là tiền mặt của ông bà cô chú anh chị. Thì đặc biệt là trên căn nhà thì hôm nay Nghĩa đến thì hình như là chú dừng dắt đỡ thôi. Có dựng dắt được chú. Dạ, giờ con đem đồ này lên rồi coi chú chia sẻ trò chuyện với con cho ông bà cô chú biết hoàn cảnh của chú hiện nay nha. Rồi, chú là cô chú anh chị con thấy chú có bắt dịch với gì kìa. Dạ, giờ con lên chú chuyện con được không? Chú lại đây giờ cầm con cái này được ha. Chú qua đây được không? Hay là thôi cái chân chú yếu đó. Chân chú yếu của cô chú anh chị, mắt chú không thấy rõ nữa. Con cũng không có quen đi xuồng. Chú lên bờ đi, chú lên bờ đi. Chú ở chừng chú yếu không cô chú anh chị, chừng chú đứng ngồi gung mà mắt chú thì không thấy rõ. Nãy giờ làm cái trụ dịch. Này con gửi chú cái này đi, chú nói chuyện cho con nghe ha. Rồi. Đây có cá mồi nè cô chú anh chị rồi. Rồi chị Thí dặn mua đồ quá trời luôn. Mày lên mày làm. Được đấy, đây này em qua con quăng. Rồi mày lên mày làm mấy miếng đá làm tao luôn rồi trời. Rồi đưa lên liền lên cái. Rồi tôi ôm vô cho ông mới bao. Ôm không nổi sao ôm chú, để con với chú này. Gì hả? Rồi thấy mà làm thì mình làm gì chứ không biết có nổi không. Dạ con tạm thời để vô đây trước đi, rồi, con chờ chuyện rồi. Chú con khoe quà nghe. Rồi. Quay từ từ giữa nhà ngồi đi con. Bữa nay đồ quá trời nhiều luôn chú ơi. Dạ đồ nhiều là mừng dữ lắm đó chú ơi, cô chú ơi. Mở đại vô chặt đấy. Đến đại giặt đi chú. À, được như vậy đây là tôi mừng dữ lắm đó cô chú. Giờ chú ra ngoài đây cho mát ha. Rồi chú trò chuyện với con cho ông bà
biết được là cuộc sống của chú hiện nay như thế nào. Cái đèn mát này chú. Ở trong đó thì nó hầm cái gì còn mà chưa... lấy cái ghế được ra chứ. Được rồi chú. Lấy hai cái chú nè, ổng là chú bắt dịch rồi đó hả? Rồi bữa đó chú nói là tôi qua mấy bữa sau là tôi đi bắt liền á. Được nhiêu con chú ơi? Này bờ 40. 40 con ha. Dạ. Bữa nay giá cột được ký mấy hả chú hả? Bữa nay đâu cũng được, bắt bữa 25 á, 25 chắc cỡ ký trở lại với 7-800 à. Mấy con bự 7-800 à. Hằng ngày chú cho vịt mình ăn cái gì chú? Nó ngay thằng em nó cho được 3 lúa. Dạ. Rồi dưới ba bữa hôm cho 3 tiền đó. Dạ. Rồi mua được 2 bao nữa. Dạ. Rồi cũng cho và đồng độn con mới lần lần cho nó bớt hao quá chú. Dạ. Rồi con thấy chú cho ăn lục bình rồi thêm hả? Cái này mình chỉ cho nó ăn lục bình rồi đỡ gác thời gian gì đó cho nó rỉa gì đó. Dạ. Chú đứng ngoài đây đi chào bạn, nó quay thấy chú ha. Đây mắt cây dừa. Rồi. Quay mặt ra ngoài đi chú. Quay mặt ra ngoài xong đó chú. Rồi giò cắn đi bằng mấy chút mà rung giò cắn đó. Ngồi mày vô trống coi chứ mày làm nước không đâu à. Rồi được rồi chú. Rồi bệnh chú không gầy sao rồi chú kể con nghe đi. Bệnh thì nó cũng như có ba thuốc chú đưa đó uống thì nó bớt. Dạ. Còn mà hồi từ chưa chú chưa không cho thuốc tới giờ đó là hồi chú không cho thuốc đó là nó bị tới lưu hoài hả? Dạ, cái chân chú còn rung không? Còn, mà hồi từ chú cho thuốc quá giờ uống thì từ đó tới giờ nó bớt rung rồi. Không thiệt, tôi nó có. Dạ. Còn không thì nó không à. Rồi con hỏi chú nè, mấy bữa nay mình ăn cơm gì chú? Ăn cơm khô, sáng ăn cơm khô chú. Ăn cơm khô luôn hả? Chứ không có đi làm gì được đâu mà kiếm cá ăn đâu có chú. Mà tiền thì mình không đâu có dám mua để cho có bệnh hoạn gì mình cũng có tiền mình lo đụng đỡ. Dạ, tiền thì không dám ăn để không dám ăn. Sợ mình uống thuốc chú ha. À. Chú dẫn con về vô nhà đi vô cái chỗ với chú khô rồi cho ông bà cô chú xem. Đi. Dạ được rồi chú ơi. Cứ có ly chơi trong bên này thì chơi. Là cái đất của chú hồi trước ngay đây hả? Đất của chú là tới đâu? Cái miếng đất của tôi thì tới cái miếng gành đó, nhỏ đó, cho nhỏ đó. Bây giờ nếu mà cái này là đó, chú nói cái này nhà dưới của chú hả? Cái này nhà dưới. Nhà dưới, còn giờ cái nhà này nó sập rồi. Cái nhà trên thì nó nằm từ cái miếng này trở lại. Rồi cái này là của ai chú? Cái này thì của thằng nhỏ tôi, của thằng Bồ Hổm đó. À. Là cái này là của con chú. Còn từ đây về đây là mới là của chú. Rồi. Nếu mà chú muốn xây dựng sửa nhà lại là chỉ trên cái nền này đúng không? Trên nền cũng được. Dạ. Mình đi trên vô. Nền được trên nền này thì tôi cũng mừng đó. Nền nào chú, nền này hả? Trên nền này hả? Nền đó. Nền này của con chú hả? Thì sợ trên nền nhỏ này nè, con chú ơi mặc ra đây. Rồi hổng gài cái này là chú làm bao lâu rồi? Chắc cũng được tháng gì à. Tháng ha, có ai tiếp chú không? Cũng có mấy đứa em ở xóm á. Dạ. Với mấy đứa em ở dưới thằng này mắc công chuyện nó lu, nó không có tiếp được. Dạ. Rồi với mấy đứa mướn hết hai đứa cháu ở xóm hết hai bờ làm hết hai bữa. Dạ. Lá này mình mua luôn hả chú? Mua. Dạ. Lá này đó là hồi đó tôi mua là 430 đó. Dạ. Ở trên con thấy còn lá cũ chú ha. Ở trên lá cũ bởi lá vì... Lá cũ mình để tôn mình đắp lên. Thằng em nó nghe thôi anh ơi, anh mua lá không có tiền. Không bao giờ cái tôn này cũng để đây chứ có mà là làm gì thôi. Mình úp lên đi đừng có bị mưa. Dạ. Thì tôi nói sao mày coi tính sao đó mày làm cho tao bao giờ tao hết biết. Rồi con hỏi chú nè, như cô đi vớt lục bình, ý không quay, đi vớt ghe chai xa như vậy đó. Rồi ở nhà chú cơm nước sao? Hôm đó là chú không mắc chú không thấy gõ đúng không? Cũng bây giờ cũng ráng ráng mò tự nấu mình ăn mà chú. Bởi vì mà có vợ thì vớt ở đây không có mà bao tối ngày vớt có mười mấy 20 ngàn rồi làm sao mình sống được. Yeah. Rồi thằng em vợ bển nó nói bây giờ thấy người ta vớt đồ mũ đồ cũng nhiều quá chị qua đây chị vớt. Dạ. Yeah. Sao chú? Ở dưới Bún Tàu. Hồi nãy con kêu chú đó chạy dọc cái truyền sông này để con gặp cô. Để con quay cảnh cô vớt cho ông bà cô chú xem. Người chú đó nói xa lắm, đi cả nửa ngày vậy mới tới. Đi cả nửa ngày.
Dạ, là cô đi vậy? Cô ở bển luôn hả chú? Ở bển rồi chừng 3, 4, 4, 5 bữa gì nó bán rồi bắt đầu nó mới bơi về. Dạ. Bởi vì rồi mua gà, mua đồ, đưa tiền cho tôi, ha, nhà thuốc men, ha, có gì đó, bệnh á. Dạ. Rồi mua gạo, đồ ăn. Trời ơi, cô bơi xuồng một cái quãng đường xa vậy luôn hả chú? Xa lắm, bơi xuồng đây mà qua tới bên, tới chỗ giấc ngủ đó ha. Dạ. Là tới một buổi. Dạ. Một buổi, sáng là đi sớm á. Sáng đi sớm rồi bển vác đi chết 2-3 ngày rồi mới về. Rồi đi ở bển rồi cái ở nhà nhỏ em đó. Dạ. Rồi vớt chừng 4-5 ngày không chừng. Rồi ở bên đây thì chú tự nấu cơm tự này kia vậy đó. Rồi mình cũng gắn rồi cũng nấu rồi thì mình ăn chứ không lẽ bây giờ mình bả đi rồi mình đợi chờ ai nữa. Dạ. Thì đi hoàn... vô đi chú, dẫn con đi vô vòng vòng nhà ha. Thì hoàn cảnh cũng khổ lắm chú ơi. Dạ. Trời, chú là cái chân chú bị gung gung của chú anh chị, mắt thì không thấy đường rõ. Cái căn nhà hôm trước thì nó chống quơ chống quắt chú ha. Dạ, dạ. Giờ cái mình cũng làm vách đâu này kia lại rồi. À, bị cái này tôi tính tôi cũng dừng luôn. Dạ. Mà nó nực quá trời tôi chịu hết không nổi. Dạ, là chừa đây lại. Rồi chừa này đừng cho gió nó thổi vô mát. Dạ. Hôm gà chỗ mình có mưa không chú? Cực. Có hổng mưa con đá một rồi chú. Mưa rồi cái chỗ mình chú có bị tò và dột bị tạt. Không có mà dừng lại rồi không có. Nè dạ. Cô, sáng ăn cô khô thiệt nè cô, chú ơi. Nè cô chú sáng ăn cô khô thiệt. Ừ. Thì không thấy đường mà nó hơi khét ha. Dạ. Còn vậy đó ha. Mình ăn hả chú? Ừ ăn cơm quẹt nhờ cô chú mấy cô chú về cho ba được bao gạo đó. Ăn tới giờ cũng hết ba gạo kia rồi, gạo kia cũng chưa có khui. Dạ. Yeah. Là chú ăn có khui như thường không? Mà ngày hôm qua thì chắc sáng ăn nước tương. Dạ. Yeah. Nước tương bữa hổm mấy cô cho đó. Dạ. Yeah. Rồi giấc chiều thì cũng nước tương luôn. Rồi chứ sáng nó mấy cô khô. Dạ. Yeah. Là thường ngày là mình chỉ ăn nước tương, ăn kho khô này kia vậy thôi. Dạ, không. À. Vậy chứ bây giờ như tôi gì đâu có đi kiếm cá bỏng gì được cô chú. Dạ. Rồi đâu có dám mua gì đâu. Dạ. Rồi con chú có gửi tiền cho chú không? Không, hồi nó đi tới giờ nó không có gửi gì, nó đi ra tới Đồng Nai ngoái á. Chú kể con nghe đi, chú được mấy người con? Bốn người con. Bốn người con. Bốn người con ở dưới đó một đứa, còn một đứa đi làm ở ngoài Hà Nội. Yeah. Còn mà còn một thằng thì đi làm hàng bữa hổm đó thì đi làm Đồng Nai. Yeah. Còn thằng nó thấy tôi bệnh hoạn rồi nó ở về đây nó có cái lợp cái sửa nhà lợn nó ở sát bên với tôi đó. Bên đó hả chú? Bên đó đó. Chỗ nhà cũ mua hổm đó. Nhà cũ còn nhà đó nhà mới kế đây là nhà thằng thứ hai. Dạ, yeah. Là bốn người con cũng Tết rồi cũng có gì với chú vậy thôi. Chứ bình thường là không có bụng gì cho chú hết. Không có. Rồi mưa tới của chú chị. Chú có cái gì để vô không? Không có, thì tôi có gì đâu hả? Ngồi đi con. Trời ơi, ăn uống đạm bạc vậy chú ơi. Mà cơm bữa nay chú nấu cũng không có nhão nè. Nó nghe cũng đã bây giờ đỡ chú. Bữa nay nó quen. Bị cái tay nó ít có gung rồi. Nhưng mà có một cái ăn khô quẹt vậy chú ăn được mấy chén? Khi ăn một chén không chừng, hai chén không chừng nữa. Nè, nấu bữa hổm phỏng nè. Rồi sao vậy chú? Bưng được con người tay nó gung á. Dạ. Rồi nó ruột. Mình con ít xuống. Bưng rồi con mà nó ruột xuống cái chân chú luôn. Rồi nó bị gì mình bưng vậy nè. Rớt xuống con. Bên đây đi chú. Rồi. Cái đèn này á. Không cho mấy làm cần thơ cho ông tài xế xe cuốc đó. Rồi bữa nay con xuống con thăm chú á, có nhiều quà của ông bà cô chú anh chị lắm, thương chú, gửi yêu thương cho chú đó. Rồi chú kể con nghe đi những ngày hoàn cảnh của tôi thì nó nghe cũng khổ có chú mà chú coi là nhà mà gặp 2-3 cây vô một cái chỗ gì đó rồi cái nhà nó sập rồi đâu có nhà đâu mà ở.
Rồi anh em đã thấy vậy rồi, người ta súng lên, người ta tiếp cho làm dựng cho tôi được cái nhà che nắng che mưa mà. À, mà cái này cái nhà cò, nhà dứ chứ không phải nhà thường một lần nữa. Yeah. Nhà thường một lần thì nó sập rồi. Yeah. Rồi bây giờ thì mà tôi cũng mong sao mà có được cái nhà nặng che mưa tới đây gần nặng che nắng che mưa đồ chú. Yeah. Cũng không có cái nhà nó che nắng che mưa, cái này chỉ tạm thôi chú ha. Dạ, cái này thì tạm thì thôi chứ của mình cũng đâu có ở đây che nắng che mưa được đâu. Rồi, à, cô chú anh chị thấy cây cột nào của chú cũng chấp hai ba cây mới chịu được nè. Bên đây cây tràm, đây cây tre, bên đây cũng hai cây nữa. Còn đằng kia cây cột đúng đỉnh chân chân của chú là tới ba cây cột luôn. Ở chỗ này là cây cột cái là tới ba cây cột. Thì đó cũng ba mấy đứa cháu ở xóm thì nó cho. Rồi thằng em này nó thấy cái nhà trước đó, là nó cái nhà muốn hư rồi nó đi mua ở dưới chị với bà con dưới rồi nó trở về đây cho tôi. Là cũng như chòm xóm góp người cây chứ giúp cho chú hoàn thành được cái nhà. Chứ hôm trước con tới thì nó chống hơi chống mắt chú ha. Hôm trước chú tới thì cái nhà chưa có cái gì hết trơn á. Dạ. Mà hôm trước là sao mà ổng mà mưa bữa hồi đám mưa bữa hổm đó mà ổng gió bữa hổm đó cái nhà này chắc nó đi luôn nữa rồi. Dạ. Cô chú anh chị thì chú đây là hôm trước Nghĩa đến quay video thì chú với cô có đãi Nghĩa cái món ăn là lục bình luộc. Đúng không chú? Rồi đúng. Là hôm đó thì cô còn ở nhà để mà đi nhặt ve chai rồi khi nhặt về đó buổi trưa thì cô hái bông súng lục bình hay rau muống như thế nào đó. Về luộc rồi cô chú cùng dùng bữa. Thì điểm này thì cô nhặt ở những cái con kênh này không có còn mũ chai nữa. Không còn. Phải đi xa như vậy đó. Nó đi xa gì đó mà khi ở đây vớt đó là 4-5 ngày gì đó bán chừng mười mấy ngàn, 20 ngàn là giữ lo lắm rồi đó chú. Dạ. Và nó rồi mấy nhỏ em bển thì nó điện gì nó thấy chị nó cực quá gì mà không có tiền á. Rồi nó điện qua nó nói thôi chị gì bên này chị vớt đi. Chứ em thấy người ta vớt bữa nào cũng có bỏ mà gần nửa xuồng vậy đó. Rồi nó thấy vậy rồi thôi nó nói thôi tôi vậy tôi đi bển đi chứ vớt rồi ông ơi. Ông ở nhà nên được không? Tôi nói thôi ông vớt thì vớt đi chứ ở đây mà ông vớt không có nữa, ông bơi mỗi ngày nữa. Cực quá trời đấy mà khổ quá mà không có tiền nữa chứ phải có cái khổ mà mình có tiền á thì mình sẽ sống cũng được. Rồi nó nói thôi vậy ông ở nhà ông mà có gì thì kêu nhỏ nha. Tôi ngờ thì ông đi ông lo đi vớt đi. Rồi nó nói thôi thì tôi đi vớt chừng 2-3 ngày hay gì rồi tôi diện lần. Cô đi vậy lâu chưa chú? Mới đi hồi sáng này. Ý là cô qua bên đó vậy lâu chưa chú? Chưa. Rồi mới đi ra. Là cô đi được mấy chuyến rồi chú ơi? 2 chuyến rồi. 2 chuyến. 2 chuyến là 6-7 ngày rồi chú ha. Yeah. Rồi trong những ngày như vậy đó, rồi chú khi mà cô đi xa, cô dứt mũi ra trong lòng chú nghĩ điều gì chú ơi? Chứ cũng nghĩ với bà tụi tôi nghiệp cho vợ mà đưa nó đi mần mà nó không có an tâm nó đi mần nữa. Bởi vì thấy cũng khổ và vợ nhưng mà nó đi làm như vậy mà thấy nó cũng khổ. Mình ở nhà thì mình bệnh mà vợ thấy vợ con nó đi như vậy thấy cũng không biết nói gì sao giờ nữa. Tôi cũng nằm nó thiệt chứ chú á, nằm đêm tôi khóc luôn ban đêm luôn đó chú. Nó thiệt với chú vậy đó. Thấy tội nghiệp vợ con như vậy rồi tôi khóc bằng đêm luôn á. Bởi vì nhà cửa như vậy rồi đời sống giờ không có mà tiền gạo bông gì ăn hết chứ rồi vợ con với vợ nó thì nó đi làm như vậy thôi. Thì bữa bán mười mấy ngàn nhiều dữ lắm rồi là chừng 20 ngàn là dữ lắm rồi đó chú. Ngoài cái đó ra thì cô chú đâu có làm công việc gì khác hơn để kiếm tiền chú ha? Không có, bởi vì ở đây người ta không có mướn. Yeah. Người ta thấy tôi bệnh hoạn vậy đó rồi người ta đâu có mướn. Yeah. Chú kể con nghe đi, ngày trước lúc khỏe là chú làm công việc gì chú? Ngày trước thì đi khỏe thì đi đặt vớn. Yeah. Rồi bây giờ bệnh hoạn gì bây giờ không có đi làm gì được nữa chú.
Bây giờ thì bây giờ uống như vợ nó không có cho đi làm nữa, sợ nó sợ đi bất tử rồi giọt bẻ cái ở ngoài ruộng rồi nó không ai hay. Rồi không cho đi làm nữa, thôi ông ở nhà ông nghỉ đi. Mà tôi mà gán ngoài bờ đi kiếm đồng tiền nữa, vợ chồng sống. Thì nghe vợ nói vậy rồi bởi vì tôi nằm ban đêm tôi ngủ mà tôi ngủ cũng không có nói chung ngủ mà nhớ là khóc lúc ban đêm đó. Chứ không phải mà tôi nói giống nó không phải mà tôi nói gì tôi nói là thiệt tình luôn á. Dạ, là cô chú không có ruộng đất gì hết. Không có ruộng. Cái nền nhà này thôi. Không có ruộng. Là quanh năm là cô đi vớt lục đi vớt mũ vậy đó. Dạ. Rồi chú rồi, ở nhà. Cái mùa nước á. Mùa nước thì bà chống chuồng đi bắt ốc. Dạ. Khi ban đêm đi đội đèn đi sôi ốc. Dạ. Bán bữa được cũng được mười mấy ngàn. Mà nó mua có nhiều đâu chú ơi, mua có ngàn đồng ký. Dạ. Hôm rồi đó, mùa lúa rồi cô chú đi móc lúa được nhiều không? Cũng được 2-3 bao, 4 bao. 4 bao. Dạ. Ừ. 4 bao vậy mình đủ ăn trong 3 tháng mùa vụ này không chú? Mà làm ở đây là 3 tháng mình tới lúa chín làng chú hả? 3 tháng tới lúa chín mà mùa này thì ta ít móc ít có hơn cái vụ hè mà đông xuân. Dạ. Bởi vì bây giờ người ta cắt rồi người ta bán cho dịch rồi bắt đầu cắt rồi bán cho dịch người ta mua rồi cái dịch nó thả vô liền mình đâu kịp móc kịp. Dạ. À, hôm nay con qua thì chị thấy nhà con á nhà chú á dẫn đi vòng vòng cái nhà quay cho chị ấy xem hết trơn cái nhà của chú ha. Rồi. Hôm chú khoe con chú có cây sồi đúng không? Rồi. hôm chú nói sao quay mà còn cây sồi của chú mà không quay. Bữa nay em quay em gửi hết cho chị thấy xem nè. Giờ ở phía trước này giờ là chú mới có lập cái vách này thôi. Mới lập cái vách này xung quanh cái cây này bằng cây tràm tạm bỡ thôi chị à. Đó, rồi ở của chú là cái ruộng sao là của người ta hả? Của người ta chứ. Là của chú có miếng đất này thôi. Của tôi từ cái mấy cây mấy lúa nó trở vô đây. À mấy lúa trở vô đây. Yeah. Rồi hiện giờ thì cô thì đi vớt ghe chai chú ở nhà chú nuôi mấy con vịt đó vậy đó. Nhà nuôi mấy con vịt chứ. Với cơm nước hàng ngày. Rồi con hỏi chú như mà thôi. Cô đi vớt ngày mười mấy 20 ngàn vậy đủ tiền cô chú xây không? Dễ gì chú xí dễ gì là đủ. Dạ. À, phía sau chú là được cây dừa với cây xoài. Rồi đó từ đây trở lại chú từ cái mí lá đó trở lại đây. Dạ. Nó là xung quanh nhà của chú chỉ có nhiêu cô chú có nhiêu đó. Thì công việc hàng ngày là chỉ dọn dẹn là cô thì cứ bôn ba với sông chú ha. Dạ. Đi vớt cái sông mà hôm nay con cũng không có gửi được hình ảnh cô đến ông bà cô chú anh chị xem nữa bởi vì cô thì đi vớt xa lắm. Hồi nãy Nghĩa cũng nhờ cái chú chở vô đó. Đi tìm cô mà chú nói đi xa lắm, đi cả buổi chưa gặp nữa. Chưa, đúng rồi. Nó đi đây vẫn xa lắm. Đi xuống sông chú ơi, đây nắng quá. Đây vẫn chú chạy cũng là 3 tiếng. Dạ, cho nên là chú kia chú không có chở được, chú nói đi tới chiều mới gặp. Ừ. Rồi thôi con nói vậy là bữa nay có chú thì con vô con ghi hình ảnh của chú thôi. Gửi đến ông bà cô chú anh chị với lại là con gửi những yêu thương ngày hôm nay cho chú đó. Cũng cảm ơn chú với cô. Dạ. Ở đằng trước mình có hai cây sồi với cây dừa nữa nè. Giờ tối ngày tôi ở ngoài này không chú. Trong nhà nó hầm hì á chú ha. Trong nhà hầm quá trời chịu không nổi nữa. Mình bệnh mà bị ngồi trong nhà nữa rồi nó mệt cứ chịu không nổi. Chú đứng thích vô mát nè. Rồi con hỏi chú này chú bệnh gì chú kể con nghe đi. Tôi bị tai biến. Bị hồi quay trước á. Hồi trước đi cái đám giỗ hồi chưa bệnh đi đám giỗ ông già. Dạ. Rồi nó ngay ngồi chơi nói chuyện với anh với em rể rồi bước mất đi tiểu đi. Dạ. Đi bắt đầu bước ra đi tiểu rồi bắt đầu dở cái giò lên là mất tiêu cảm giác luôn. Dạ. Rồi là thằng em rể với thằng này nó thấy vậy rồi nó mới kè lên xe nó chở đi chờ dưới nhà thương. Dạ. Vậy là lâu chưa chú? Bữa nay là cũng 2 năm mấy rồi nó tới giữa trước. Rồi phải rồi đó. Bữa nay còn có 6 tháng 4 là tới đây là 2 giỗ. Là 2 năm mấy rồi. 2 năm mấy. Rồi ban đêm chú ngủ rồi là hôm đó chú nói cũng bị đau nhất hả? Lúc rồi ngoài cái đó ra rồi mắt của chú cũng không thấy rõ nữa. Không thấy rõ. Rồi chú có đi khám mắt mình là biết mắt bị gì không chú?
tôi hồi đó cái con mắt này đó là bị gì hồi trước á. Khổ, gia đình khổ rồi đi đặt chấm á. Rồi khom xuống vậy nè, bắt đầu bị công năng nó sọt. À, cũng như công năng ở dưới nó chỉ lên vậy nè. Rồi chú khom xuống vậy nè, nó trúng vô. Rồi vì gia đình khổ quá rồi cũng không lo tới nữa. Lo dọn kiếm gạo khóc cho mà em út nó ăn. Với bà già bà cũng bệnh nữa. À, lúc đó chú còn sống chung gia đình ha. Còn sống chung. Rồi bắt đầu là bị công năng sọt rồi, vì không có nghĩ tới mà có con mắt nữa. Bây giờ tới ảnh hưởng như vậy đó. Rồi con mắt kia của chú? Con mắt qua nay thì nó cũng còn thấy mờ mờ vậy hả? Chú có phải bị còm không? Mắt kia? Nó, tôi cũng không biết nó bị còm. Chú nhìn về chú thấy được con mấy ngón tay không? Thấy này thấy bốn ngón. Nhưng mà sao nấu cơm thì chú không thấy rõ được cái là nhão khô vậy hả? Bị gì vô cái bóng tối. Vô cái bóng tối phức cái nồi á. Cái tối bắt đầu nghe cái tiếng nó sâu ạch, bắt đầu nhắc xuống là chắc chứ tôi cũng không biết nó cạn nữa. Bị không thấy á. Cũng như nấu cơm bằng nghe bằng cái tiếng thôi chứ nhìn vô cái nồi thì không thấy rõ. Rồi. Hầm hầy ở đây là quá cô chú anh chị, mưa nhỏ nhỏ hầm lên dưới đất, hơi đất nó hực lên. Mà mấy cô chú mà giúp cho được cái nhà thì che nắng che mưa là tôi mừng, không biết chừng nào mà tôi không biết sao mà tôi nấu được. Rồi chừng mình hết bệnh luôn. Mong ước cả đời một đời mình sao có cái máy ấm để gọi là che nắng che mưa chú ha. Rồi, giống rồi, như đúng cái rồi. Câu mà an cư mới lạc nghiệp. Rồi, đúng rồi ạ. Có khi cô đi vớt ve mũ xong cũng yên tâm khi chú ở nhà nữa. Cái gì vậy chứ mà nó đi rồi nó về nó ngay cũng ban đêm mà cũng vợ chồng nói chuyện rồi nó nói trời ông ơi tôi đi thì tôi cực rồi đó mà. Tôi lo cho ông ở nhà, ông không biết bệnh sao nữa. Bởi vì tôi mới như vậy tôi mới mới khổ, tôi mới khóc bất đêm nó hoài hả chú. Mà không khóc chứ bây giờ mình biết làm sao bây giờ. Giờ nó thằng trò chuyện với vợ mà nằm người khóc rồi ông vợ tôi nó làm gì mà ông khóc. Nói chuyện thì bây giờ mình khổ thì mình chịu khổ chứ sao bây giờ không khóc. Cũng như tuổi thân chú ha. Tuổi thân. Một quãng thời gian qua câu chuyện của chú con nghe là ngày trước khi mà sống còn chung với ba mẹ của chú á, là chú là người anh lớn đúng không? Rồi đúng đi bắt đặt chấm bắt lương rồi lo phụ ba mẹ lo cho những người em của chú. Rồi sau này chú có gia đình ra riêng đồ này kia rồi. Con xin lỗi thì ở giữa đồng ở ruộng này thì mình không có công việc nào ổn định hết. Thì chú lại bốn người con nữa. Thì chỉ đi làm những công việc con xin lỗi nghe giống như là mình mưu sinh hàng ngày thôi. Giờ bốn người đứa thì nó ngay đứa nào cũng nghèo hết trơn á. Dạ. Nó lo nó đi làm nữa nuôi con nữa. Dạ. Giống như là chú hiện giờ là chú làm ngày nào chú lo được ngày đó thôi. Rồi đúng rồi vậy chú. Tại vì cô chú anh chị khi cô đi vớt mũ mà chú chia sẻ thì hiện giờ với con sông này là không còn nữa. Tại vì cô chú anh chị nhớ Nghĩa có ghi một hình ảnh của bà Tư chống tó đi có anh Hòa nuôi cá thác lát đó. Thì bà Tư cũng đi vớt cái sông này nữa nè. Đúng không chú? Chú đúng, biết đúng, bà ba, bà ba ấy kêu người ta bà ba gọi đó. Bà gọi tới đấy nè. Dạ, là cũng vớt ở con sông này nữa. Rồi, cho nên rồi một bà nữa, một bà ở bên đây nè đang nhờ con giúp nữa. Là cũng vớt cái sông nữa. Có nghĩa là trong một con kênh này ba người vớt mũ. Dạ đúng ạ. Bà Năm Quý bây giờ bà là cũng đó chuẩn bị tai biến này nữa. Cho nên là cái lượng mũ này mà nó không còn nhiều nữa. Đi ngày nào cũng có cô chú vớt hết. Cho nên là phải đi xa. Đi xa thì bỏ lại chú ở nhà một mình trong cái căn nhà. Bây giờ thì nó gọi là nó đỡ thôi, được dừng vách rồi. Hôm trước là nó sập luôn chú ha. Hôm đó là chú kể với con á là khi mà cái nhà sập là chú đi ra muốn không kịp luôn. Tôi đi chừng thước mấy là cái nhà ngã ầm, tôi đi không kịp là nó đè tôi luôn á. Bởi vì giò cẳng nó yếu nữa rồi đâu có mà mình gượng nổi. Chú ơi, cái tôn ở trên mình là tôn cũ hả chú? Tôn cũ không, tôn cái nhà sập đó chú.
tên nhà chập mình lấy qua rồi mình đắp lên cái nhà lá mình luôn rồi là này cặp cái cây ở trên cho to nó đừng có chứ mình đâu có đóng vô đâu được đâu đâu đóng được đừng cho mình cặp lại đừng cho có gió nó vũ á dạ. Nhưng cái này thì con nghĩ cũng tạm bợ rồi chú ha tạm đã bợ thì cái này mà gió lớn chừng vô mùa mưa mình thì đó rồi, bây giờ mùa ở tạm vậy thôi chứ tóc mùa mưa rồi, mà ổng cũng tóc mình cũng chịu chứ sao giờ chứ biết sao rồi chút không tóc mà nó sập liền nó sập mà sập chứ biết sao giờ tại vì ở trong mấy cây tràm cây tre thì tạm bợ không mà mình cặp hai ba cây lại cho nó trụ thôi chứ nó đâu có kiên cố đâu chứ bây giờ chú thấy rồi như vậy là đâu có cây mà tiền bạc đâu mà mua cây mua bổng mà cất cái nhà khác lại chú là bệnh hoạn gì hoài rồi đâu có mà đi mần được ra tiền đâu rồi vợ rồi đi vớt hàng ngày mà không đủ gạo qua ăn nữa mà còn mua còn thiếu có người ta đó mà tới giờ chưa có trả cho người ta vớt nữa rồi đây nữa tôi không biết nữa đây tới mùa mưa rồi đấy rồi vợ tôi không có đi mua vớt nữa tôi không biết có tiền mà mua ăn không đây nữa nè đúng rồi chú mùa mưa rồi cũng đi vớt khó ha có khi nào mưa mà cô bận áo mưa cô đi vớt không chú cũng có mà hồi lúc tôi cũng có khuyên vợ tôi thôi ông ơi bây giờ có nhiêu thì mình ăn nhiêu đi cho qua ba cái đợt mưa chứ ông đi mưa đi xa mà ông mưa mà ông dầm mưa ông bơi về đây mà về tới chỗ nhà cậu nó rồi gửi ông đi bất tử chứ rồi yếu chúng mình nó xỉu rồi đâu có ai mà hay rồi vợ tôi nói nghe thôi tôi cũng gắng ông ơi bường mà ngày nào qua đỡ ngày nấy chứ nhà mà mình không có gạo ông bệnh hoạn ông nào mà ông không có đi mần được nữa rồi tôi hỏi lẽ bây giờ vợ chồng ngồi đây nhịn đói sao ở Việt Nam mình thì đang vô mùa mưa của chú anh chị thì cũng từ đây tới tháng 10, tháng 11 chú ha rồi tầm tháng 6, tháng 7, tháng 8 là những tháng mưa dầm có thể mưa 2 ngày 3 ngày có thể 5 ngày thì những cái tháng đó là cái nguồn thu của chú bị hạn chế đi có nghĩa là cứ sáng ra mưa thì cô đâu có đi đâu cái lúc đó thì vợ chồng ngồi ở nhà thì có không biết có gạo mà nấu cháo mình ăn không nữa chứ đừng nói nấu cơm là mấy năm trước mình có vậy rồi hả chú cũng ăn hoài với chú có nghĩa là thời điểm mình không có đủ gạo ăn thì mình nấu cháo mình ăn rồi khi nào đi vớt được mũ có cái nguồn tiền nào đó thì mình mới đi mua gạo thì cũng không mà dám mà nấu như người ta mà nấu nhiều nữa nấu cũng vừa đủ hai chồng ăn vậy thôi cũng hơi nhỏ nhảo vậy đó ăn vậy thôi chứ cũng không có mà nấu được khô như cơm hồi nãy với chú đó. Câu đó giờ là cái đứa đó gọi là ăn nhín nhín rồi ăn nhín nhín đó gọi đây nguồn nước chú xài nước thì sao xài nước dưới sông này không mà chú chú xách dưới sông lên đó hả thằng nhỏ nó ngay nó mua xăng nó bơm chứ tôi có làm gì được đâu à bơm lên rồi lóng khèn rồi xài bơm lên rồi ví dụ con chú không ở nhà rồi sao chú nó cũng ở nhà đây nó đi mặn ở xóm đây không nó đi mặn mướn cho người ta á có nghĩa là khi mà mấy lô nước hết là bơm nước dưới sông này lên chú lóng khèn lại chú xài rồi nước uống là chú nấu lại sao chú hả nấu lại nước uống thì nấu lại uống chứ đâu có dám uống nước sông đâu à với nguồn nước này thì nó con xin lỗi không có sạch lắm chú ha đúng rồi người ta gì thì con thấy chú nuôi vịt ở đây luôn đó nè trời ơi người vịt gà nó cho tới con tính nói á có khi người ta nuôi vịt ở dưới sông nữa rồi chú uống nước mà con quên cái là chú đang nuôi vịt ở đây nữa không có sao trời ơi thì cái vịt là cái nguồn thu hôm đó là chú nuôi 40 con đúng không 40. Được bao nhiêu tháng rồi chú bắt bữa ngày 25 là này tháng mấy rồi đó tháng 4-5 ngày rồi đó là thường dịch này mấy tháng mình gả được chú ha cũng nó theo đúng của nó như cái thằng này nó nuôi đó thì nó 3 tháng à rồi chú có trộn chuối với cám gì thêm không tôi như vậy tôi đâu có sắc ca chuối bọng gì được con xin lỗi rồi nó ngay thì bữa nào mình cơm còn dư ăn mà nó còn dư đó mình để bỏ cũng vậy lấy đó cái mình trộn với lúa cho nó ăn đỡ thì mình trộn cái đó cũng như là mình dứt cho nó một mà giác bữa ăn nó đó được cử đó ha
Rồi cái rồi giao lục bình này luyện vô thêm cho nó. Ừ, đi sáng thì móc cái xuồng ngồi chùm bẹt, móc cái xuồng rồi đi vớt mà thảy nó cho quan dịch nó ăn nó đỡ. Dạ. Dạ thôi chú vô nhà đi, con gửi quà cho chú mừng ha. Thiệt trời ơi, tôi hồi đó mà không bây giờ khổ như bây giờ như chú. Con gửi quà, con nói tên của cô nào chị nào chú cảm ơn giùm con nha. Rồi. Dạ đây là hai bao gạo, mỗi bao 25 kg, là của chị Thủy ở nước Anh gửi tặng cô chú dùng lấy thảo với chị ấy. Chú cảm ơn chị Thủy đi. Cô Thủy. Cảm ơn cô Thủy. Cảm ơn cô Thủy ơi. Có nghĩa là vậy là tôi cho được tôi mới quà tôi mừng quá trời mừng, tôi cảm ơn. Có nghĩa là chú hồi nãy cô chú anh chị chú nói là khi gạo ít đường này kia là cô chú phải ăn cháo hoặc là ăn nhín. Thì đây là 50 kg gạo, con nghĩ là cô chú dùng cũng lâu lắm đó. Chú ha. Dạ. Dạ. Còn phần quà bên đây là của chị Thúy ở nước Mỹ rồi tặng chú có thùng mì nha chú. Trời. Thì chị dặn con mua thùng mì ngon ngon cho chú nè. Dạ dạ, cô cũng cảm ơn cô Thủy. À chơi từ từ chú ơi, còn nhiều lắm. Chú có uống trà không? Cũng uống. Nãy con cũng biết chú ấy còn mua đại cho chú đó. Trời ơi, trà gì rồi nào tôi có uống được rồi. Cái này hổng chú nói là cô hay uống nè. Trời. Bịch sữa, chục hay sữa. Con mua cho chú một bịch xà bông bự luôn nha, để dành chú với cô giặt đồ. Hôm nay người ta có tặng cho nó rửa chén. Vì là cô cũng với ký đường. Bịch bột ngọt. Đi chai nước rửa chén. Chai dầu ăn bự cho chú luôn nè. Rồi mừng quá trời. Cái này là hai chai nước mắm con mua cho chú, một chai này là chai nước mắm ngon nghe chú. Rồi. Chai nước mắm này để dành chú kho cá kho gì đó. Vậy cũng cảm ơn chú em. Cái chai này thí dụ như mình ăn sống được nè. Rồi vậy. Và mớt rồi ăn được. Cái chai này là chai nước mắm ngon đó. Mình ngư. Còn đây là con mua thêm cho chú hai chai nước tương. Khi nào chú dùng chai cái gì nào đó, có nước tương dùng. Với cá mồi. Vậy là tôi cũng cảm ơn chú với cô. Cảm ơn cô với chú đó. Đây là cá mồi với đây của chú 2 kg lạp xưởng nữa. Lạp xưởng này á thì bây giờ có mình chú ở nhà chú dùng á, rồi khi nào ấy là có nắng chú đem ra chú phơi nữa, ăn từ từ. Vậy chú ha. Tại vì chú ở trong ruộng đó rồi mình đi tiệm đi chợ rồi cũng xa cũng khó, cho nên là giữa những cái hôm nay con đem đến là có cá mồi, có lạp xưởng, có này kia để cho chú dùng lâu lâu một chút vậy đó. Cái này là của chị Thúy ở nước Anh, tổng cộng cái phần quà là nước tương, nước mắm, đường. Vậy là cá mồi, lạp xưởng, xà bông đồ này kia chân là 1 triệu đồng của chị Thúy ở nước Anh. Chú cảm ơn chị Thúy. Cảm ơn cô Thúy, ơi. Cảm ơn cô được cho cô cho tôi được quà vậy tôi mừng quá trời mừng rồi. Tôi cảm ơn cô Thúy. Thì cũng cảm ơn mà có một cô ở Gò Công Tây thì gửi tặng chú 200 ngàn. Cũng cảm ơn cô. Và phần tiền của chị Ngọc Nữ ở Bình Dương thì em xin phép chị hôm trước rồi chị nhờ em gửi một hoàn cảnh bà Út ở Vĩnh Long á, do thời gian thì em tới mà không có gặp bà ở nhà, bà đi cùng với con bà lên Bình Dương rồi, cho nên thì em xin chuyển qua hoàn cảnh của cô chú đây. Em gửi phần tiền của chị qua cô chú là 500 ngàn, này của chị Ngọc Nữ ở Bình Dương chú. Cảm ơn cô ơi. Còn em xin phép anh chị ở nước Mỹ á, thì anh chị có nhờ em, anh Thông chị Tâm, anh chị có nhờ em xuống để xem khảo sát cái nhà của chú, để xem coi thợ sửa lại bằng như thế nào. Thì em xin thưa với chị, nhà của chú giờ không có cái để sửa. Tại vì giờ một cái nhà này thì chú ở gọi là khi mà nhà sập rồi ở tạm thôi chú ha. Che là ở tạm thôi. Còn nếu mà được á thì làm mới lại cho chú thôi, chứ giờ sửa em cũng không biết sao sửa. Tại giờ
chú ngủ ngày đó đó hả? Ừ, ngủ ngày đó đó chú. À, là ngủ ngày đó, rồi nấu ăn thì ở dưới bếp này thôi. Rồi. Còn cái chú hàng xóm chia sẻ, nếu mà cái đây có mưa lớn, gió lớn này nó sập hả chú hả? Đúng rồi, cái này mưa lớn, gió lớn là hút cá mọc đi luôn á. Dạ, tại vì cột thì chung chân mà mấy cây tràm, cô chú anh chị mấy cây tràm này được thời gian thôi, cái vỏ này nó... Sập đi vô là đỡ thôi, chứ không là kiểu chặt không có, rồi anh em gom lại, chồm xóm gom lại người cây. Người cho vài cây, vài cây rồi chú. Dạ, cũng như là... Cũng như nhà chú có cây tràm, chú đem lại cây tràm. Đúng. Nhà ông kia có cây tre, đem lại cây tre. Tôi cho rồi, tôi thấy vậy rồi tôi cho cái vô cặp mấy người cho đó. Chú vô đứng này đi. Mấy người cho đó là tự nguyện lên làm luôn tiếp vậy đó. Là chú này là đi rước con ngày sáng nay cô chú anh chị, là do chú rồi cũng không có chạy vỏ chạy xuồng gì được, nhờ chú này rước. Thì nói chung tôi cũng đại diện ơi, trong mà ở địa phương đây là tôi cũng có rước anh hai anh với chị cái lô túp vô trong nhà ông Tư, mà thì thật sự là cái hoàn cảnh ổng là nó như vậy. Và còn như cái nhà mấy anh với chị ở trên lô túp đều nhìn đó là cột vô 1, 2, 3 cây cột vô một chỗ lỗ không, là bị gì chòm xóm thấy nhà sập rồi, cái nhà kia cũng sập rồi, không có chỗ ở. Mấy gom lại, gom cây lại để anh em người nào lấy có cây gì, lấy cây đó lại còn trồng vô để cặp lên chỗ ổng ở để một cái máy ấm vậy thôi. Mà cái này là cái bợ tạm chứ không phải là được kiên cố. Mà không biết giông gió nó đi giờ nào thì cũng không biết. Yeah. Thì con cũng xin thưa ông bà cô chú anh chị, rồi con vừa bàn giao nhà cho bà hai ở Sóc Trăng đó. Thì căn nhà tiền chế mà ngang 4 dài 8 mét có cái nền gạch men luôn, là giá trị nó là 37 triệu. Thì con nghĩ ở cái vùng này thì do vận chuyển vật tư vô đây xa thì nó cũng tầm giá đó, chứ nó không có thấp hơn cô chú anh chị. Tại vì đây nếu mà mua vật tư là người ta phải chở đường ghe vô nè, chứ người ta không có cái đường lộ xe này kia nữa. Là cái nhà tiền chế với cái nền dưới thì giờ là con nghĩ là chỉ có nếu mà ông bà cô chú chờ nó mục luôn kìa. Không, mà theo vụ cái cách nhà này đó, bây giờ cho tôi xin cái ý kiến. Bây giờ thì cũng như cách bên cái nhà bên tình thương đi, người ta để cho là cũng như 4 dài 8 là độ khoảng ở trong này là mình vừa cuốn nền với xây mà cách nhà kiền chế là cách thiết là tôn cỡ 1:2 rồi ý sắt 1:2 tôn là có 3:2, 3:4 thì độ khoảng là cỡ 45 triệu. Cái đó là đúng là toàn vẹn đó. Dạ bà không anh thợ, bởi vì tôi cũng có lãnh làm thợ mà. Dạ. À, là cái nhà tiền chế đó cô chú anh chị, là mình cũng như một phòng khách, là phòng khách là có cái vách ngăn chứ mái kết hai, một mái kết 1.6 phòng. Dạ. Mà phòng khách 3.4. Dạ. Gọi như là cái phòng ngủ. Dạ. Thì con cũng mong qua nội dung video này. Dạ. Hữu duyên được ông bà cô chú thương chú ha, cho chú một cái căn nhà mơ ước. Được vậy tôi mừng dữ lắm rồi chú ơi. Nói thiệt chứ vốn mà được căn nhà như vậy là tôi không có bị mưa bị nắng đâu, tôi ngủ tôi ăn ở cũng cho nó khỏe, tôi mừng dữ lắm luôn á. Nếu mà cô chú mà giúp tôi cho giùm tôi cho tôi với mà được cái nhà là tôi mừng dữ lắm á, tôi không biết nói sao nữa bây giờ nữa. Còn giờ muốn đi trị bệnh chị cho chú là trị bệnh sao? Tôi không biết, tôi không có trong mình chú bây giờ sao nè. Chúng mình thì bây giờ nó có lúc mà nó hơi mệt rồi, có lúc nó khỏe, nhờ ba thuốc của chú đưa cho uống nó tới giờ thì nó ngay nó cũng khỏe hơn mà đỡ hơn giờ một lần chút. Yeah. Cái chân là bớt rung ha. Cái chân bớt rung. Rồi mắt thì giờ vẫn không thấy rõ. Mắt không thấy rõ. À, thôi thì con chúc chú nhiều sức khỏe, hy vọng qua nội dung video này con sẽ mang niềm vui tới cho chú ha. Rồi. À, một lần nữa con xin thay mặt chú thứ mấy chú ơi? Thứ tư. Thay mặt chú tư, con chân thành cảm ơn quý ông bà cô chú anh chị, quý mạnh thường quân, quý nhà hảo tâm đã gửi những yêu thương ngày hôm nay đến chú tư. Con xin kính chúc ông bà cô chú anh chị, quý mạnh thường quân, quý nhà hảo tâm luôn vui khỏe bình an trong cuộc sống, thân tâm thường an lạc. Con nguyện cầu ơn trên ban bố phước lành, ông bà cô chú luôn bình yên mạnh giỏi và hạnh phúc. Dạ đó là nội dung video ngày hôm nay con xin gửi đến ông bà cô chú anh chị. Con xin chân thành cảm ơn ông bà cô chú anh chị đã quan tâm theo dõi video đến thời điểm này. Con xin kính chúc ông bà cô chú anh chị luôn vui khỏe và hạnh phúc bên gia đình ạ. Dạ. Vậy cho tôi cũng gửi lời thăm mà mấy cô mấy chú đó cũng nhiều sức khỏe,
giúp được cho tôi như vậy, tôi cũng cũng tôi không biết nói như sao nữa gì giờ. Yeah. Thì tôi cũng mà giờ chúc cho mà chúc cho mấy cô mấy mà đầu mà bị giúp cho người khác như tôi vậy đó. Yeah. Thì mà thôi bây giờ tôi không còn biết nói gì nữa chân. Yeah. Tôi cảm ơn vậy thôi. Thôi chú nghỉ đi ha, bây giờ cũng mưa rồi, cô chú anh chị con canh canh mưa nên con về thôi, mắc mưa quá trời mưa ở nay rồi. Dạ. Yeah.